Thưa quý vị, sau hơn một tháng lấy ý kiến của các bộ ngành, mới đây Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đã chọn được phương án nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nếu được thông qua, cán bộ công chức, viên chức sẽ có kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày liên tiếp. Theo đó, lịch nghỉ Tết chính thức sẽ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 27 tháng 1 năm 2025, tức 28 tháng Chạp năm Giáp Thìn, kéo dài đến hết thứ Sáu, ngày 31 tháng 1 năm 2025, tức mùng 3 Tết. Trước đó, người lao động đã có 2 ngày nghỉ cuối tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật từ 25 đến 26 tháng 1 năm 2025. Sau kỳ nghỉ Tết chính thức, người lao động sẽ tiếp tục nghỉ thêm 2 ngày cuối tuần từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2025. Như vậy, tổng cộng kỳ nghỉ sẽ kéo dài 9 ngày liên tục từ 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2025, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết chính thức và 4 ngày nghỉ hàng tuần. Phương án nghỉ lễ liên tục kéo dài sẽ giúp người lao động có thời gian tái tạo sức khỏe, kích cầu du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán hàng năm dành cho công chức nhà nước. Tuy nhiên, Bộ Lao động Thương binh Xã hội khuyến khích các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ theo lịch nêu trên. Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết âm lịch cho người lao động trước 30 ngày. Người lao động làm thêm giờ, làm việc ban đêm dịp này được hưởng ít nhất bằng 300% so với ngày thường.